Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Hello, xin chào tất cả quý cộng đồng mạng. Hôm nay nhỉ lên livestream nói về chuyện linh mục Hồ Hữu Hòa. Kính thưa tất cả quý cộng đồng công giáo trong nước cũng như ở ngoài nước. Theo như cái nguồn Facebook của linh mục Đinh Hữu Thoại thì ngài có viết về cái câu chuyện của linh mục Hồ Hữu Hòa. Tôi tin chắc đã có rất nhiều bạn xem cái bài và đọc cái bài viết của ngài rồi. Vậy tôi hôm nay xin tường thuật lại và cũng muốn nói lên cái tiếng nói của mình trong cái chương trình livestream này. Đầu tiên là cha Đinh Hữu Thoại có viết: danh tính của Hồ Hữu Hòa không có trên thông tin của giáo phận Ma A Xin. Linh mục Hồ Hữu Hòa, tức là Ba Hát, lừa dối giáo quyền để được phong chức linh mục ngày 7 tháng 12 năm 2022. Ngay sau đó, với sự tiếp tay của một số giáo sĩ trung gian người Việt, Ba Hát trình thịnh nguyện thư xin nhập vào giáo phận Ma A Xin và được chấp nhận tại thời điểm đó. Tuy nhiên, Đức Giáo mục giáo phận Ma A Xin vào tháng 2 năm 2023 đã chính thức tường trình về việc phong chức linh mục cho Ba Hát và cho biết sẽ tiến hành điều tra các văn bản liên quan đến từ Việt Nam. Ngày 7 tháng 12 năm 2023 vừa qua, trang Facebook của giáo phận đưa tin chúc mừng 9 linh mục giáo phận mừng kỷ niệm thủ phong linh mục, nhưng không có danh sách của Ba Hát. Điều đó chứng tỏ Ba Hát không được công nhận là thành viên của linh mục đoàn giáo phận Ma A Xin. Có khả năng Đức Giáo mục giáo phận Ma A Xin đã hủy bỏ việc nhập tịch của Ba Hát sau khi phát hiện ra sự gian dối về nguyên tắc Ba Hát phải trở về giáo phận cũ trước khi xin nhập tịch vào giáo phận Ma A Xin. Nhưng Ba Hát không được bất cứ giáo phận nào ở Việt Nam thừa nhận thuộc giáo phận mình. Giáo luật năm 1983 điều 265 ghi: tuyệt đối không chấp nhận các giáo sĩ không có bề trên hoặc lang thang. Cha Hồ Hữu Hòa hiện đang lang thang phương trời nào? Tòa Thánh cần được thông báo một giáo sĩ lang thang để giải quyết cho hợp luật, tránh hầu hòa cho giáo hội Việt Nam. Vâng, kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, nói về cái chuyện linh mục Ba Hát hay còn gọi là linh mục Hồ Hữu Hòa thì chúng ta đã biết rồi, bởi vì đến cho đến giờ phút này là một năm năm ngày rồi. Nhưng ở chúng ta là con cái của giáo phận Vinh nói riêng, cũng như toàn thể người công giáo ở trên toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam này, chúng ta đang chờ đợi cái gì nó đúng, cái gì nó sai, và cái gì có và cái gì không có. Mình mong muốn nó phải có một cái sự thật, bởi vì Chúa là đường, là sự thật, là ánh sáng thế gian. Nhưng mà ở đây ai nấy chúng ta cũng đều biết tại sao giáo hội công giáo từ lúc ban đầu cho tới nay, đương nhiên nó cũng không là ít chuyện, nhưng mà chưa có cái chuyện gì mà nó nghiêm trọng đến cái mức độ mà một anh thầy bói đi làm linh mục. Mà trong khi đó chúng ta là một người giáo dân thì chúng ta cũng thấy được như thế này. Thường thường trước khi chịu chức phó tế thôi thì giáo phận phải có trách nhiệm rao lịch ở tất cả các nhà thờ trên toàn giáo phận để cho giáo dân trong giáo phận đó biết thầy nọ thầy kia có mắc ngăn trở gì không. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chưa bao giờ nghe được cái thư rao đó. Đùng đùng một hôm, đây là may là về đây là có cha bố, cha đỡ đầu tức là cha Du Xe Hiểu
đem đi về quê nhà dâng thánh lễ ở quê và đem đi dâng lễ một số nơi nữa thì chúng ta mới biết là Hồ Hữu Hòa được truyền, được nhận chức linh mục. Như vậy chúng ta cần phải biết linh mục thật hay linh mục giả, thì mọi người chúng ta cũng phải mong muốn bề trên, các đấng bậc bề trên phải làm cho rõ để trả lời với con cái của mình. Một cách đơn giản, thí dụ tôi một đưa ra một cách đơn giản thôi, trong gia đình của chúng ta có 3-4 người con hoặc 5-6 người con, nhưng chúng ta làm cha làm mẹ mà chúng ta không rõ ràng với con cái, chúng ta không nói sự thật với con cái, trong lòng con cái của chúng ta nó có tôn trọng mình thật sự không? Hay là chúng nó chỉ nghĩ chẳng qua là làm bố, làm mẹ, làm cha, nó không nói lại mà thôi. Chứ còn nó sẽ biết được là bố mẹ nó là người có thất thà hay không. Thì ở đây chúng ta muốn là bề trên của chúng ta cần phải giải quyết một cách rõ ràng, trung thực, và trách nhiệm đó là của ai? Trách nhiệm đó là của ai? Bây giờ Đức cha Alphonso ngài cũng đã ra quyết thư rồi. Ngài đã nói rồi, việc này ngài không biết. Cái chữ ký này và dấu chuyện này không phải là của tôi. Vậy thì ở trong linh mục đoàn của giáo phận Vinh, ai là người làm ra cái việc này? Mà theo như cái suy nghĩ của tôi ấy, thì ở đây không phải là một hai người mà làm được, mà nó có rất chi là nhiều người. Nó có rất chi là nhiều người. Vậy hàng ngày chúng ta cứ chờ cái tin tức, cho tới ngày hôm nay là 12 tháng, là 365 ngày đã qua, tiếp thêm là 5 ngày nữa rồi, nhưng mà vẫn chưa có cái tin gì cả. Cái vụ việc này đâu có cần phải điều tra lâu đến mức độ đó. Nói xin lỗi, con không phải nói xúc phạm đến bề trên, nhưng có thấy vụ việc này chỉ cần trong một tháng là nó sẽ ra ngay. Nếu muốn làm rõ sự việc, không có sự thỏa hiệp, chỉ cần một tháng là biết được ai là người ký cái giấy đó, ký thật hay là mượn Photoshop để giả chữ ký của Đức cha, giả con dấu của Đức cha. Thì chữ ký của Đức cha thì nó có tràn lan trên trang giáo phận Vinh đó, người ta chỉ cần Photoshop lại là kỹ thuật số bây giờ nó làm dễ lắm. Cái việc đó cũng dễ không? Đơn giản, nếu như chúng ta không nhờ ở đây làm thì chúng ta có thể là gửi đi ở một cái nước nào đó đáng tin cậy, thì người ta chỉ làm trong vòng 24 tiếng đồng hồ là có câu trả lời ngay. Ở đây con muốn nói là linh mục là chức thánh theo như truyền thống của người Công giáo Việt Nam nói riêng và tất cả người Công giáo trên toàn cầu nói chung. Chức thánh là được Thiên Chúa chọn lựa. Nhưng ở đây con nói rõ thẳng vấn đề, linh mục Hồ Hữu Hòa không phải do Thiên Chúa chọn lựa, mà ở đây do một cái thế lực ở trần gian. Nói rõ vào vấn đề là ở đây là do một cái thế lực ở trần gian, trong đó có những đứng bậc bề trên trong giáo phận làm ra chuyện này. Chứ không thể linh mục Hồ Hữu Hòa làm được, mà cũng không thể là một ông cha là triệu ấn là Nam Việt làm được, mà cũng không phải là một mình Đức cha làm được. Ở đây nó phải có từ 50 người trở lên, chứ không phải là đơn giản. Như vậy trong cái bài viết của cha Đinh Hữu Thoại, ngài đã cũng đã nói rất rõ. Bây giờ ở bên giáo phận Ma A Xin, người ta đưa lên cái 9 vị linh mục mừng kỷ niệm đó không có danh sách linh mục Hồ Hữu Hòa. Phải chăng ở đây có sự can thiệp từ Việt Nam qua hay không? Còn đúng ra cái sự việc này nói khó, chứ thật ra mà nói một người ăn đi móc giam như con ấy, cứ giao cho giáo dân đi, nó lòi ra ngay tức khắc, chứ không có gì khó hết đó. Đó là cái vấn đề của linh mục Hữu Hòa, là cái việc nhức nhối nhất. Và cái sự kiện của từ linh mục Hồ Hữu Hòa đằng sau đó nó nảy sinh ra rất chi là nhiều việc mà đáng là chúng ta không nên biết. Nhưng mà con người không thể qua mắt được Thiên Chúa, anh có khôn mấy, khéo mấy đi chăng nữa cũng không làm trái được theo thánh ý Chúa. Thì ngày nay đã cho chúng ta thấy rất chi là nhiều việc mà những linh mục của giáo phận Vinh đang làm, từ trù dập bất công cho đến những cái việc sờ sờ đấy. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Bây giờ con chuyển sang cái mục đề vấn đề thứ hai là linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam.
Vậy kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, nói đến linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, ai là người đi làm ăn xa thì nghe nói thôi, còn thực tế là nhiều bạn chưa biết. Còn chính bản thân con đã cùng được đi đến đó rất là nhiều lần, cùng vô thăm động viên ngài rất là nhiều lần. Bởi vì ngài mắc hai cái chứng bệnh là ung thư. Nếu như một người bình thường, ngài đã có thể là đi về với Chúa rồi. Đó là cơn bệnh đấy nè. Nhưng ở đây con có một cái xác tín rằng là linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, Thiên Chúa ban cho ngài một cái sức chịu đựng để chống chọi lại với bệnh tật là một cái chuyện. Đã chống chọi với bệnh tật rồi, đang còn lại chống chọi lại với những gì mà người anh em mình, bề trên mình ban cho một cách rất như là khủng khiếp. Con thì không binh ai, chị nói lên sự việc có thật, hoàn toàn chính xác 100%. Đấy, linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam trước khi về tòa giáo mục, trong khi đó là tòa giáo mục không cung cấp tiền ăn cho ngài. Mãi đến cái tháng 4, tháng 5 vừa rồi đây, thời tòa giáo mục với là cấp cho một tháng 1 triệu tiền ăn, 1 triệu tiền ăn. Và ngài xin đi trị bệnh, bề trên không cho. Nếu ai không tin lời tôi nói thì cứ điểm thẳng linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, mà có thể là điểm thẳng vào cho Đức Cha thân yêu của chúng ta là Đức Cha Alphonso Nguyễn Hữu Long của chúng ta là sẽ rõ ràng. Cho nên ở đây con mới thấy là chỗ này này, Cha An Tôn có một cái sức chịu đựng và bạn lạnh kiên cường gặp đối với một người bình thường khả năng sa ngã mà chết rồi, hoặc là sa ngã là nó gặp cái chuyện nọ chuyện kia rồi, nhưng mà ngài vẫn quyết đấu tranh bằng được trong công lý và sự thật. Chứ ở đây có người họ bảo là Cha An Tôn Đặng Hữu Nam là một kẻ bất kính với bề trên. Xin thưa không, ai đã từng đọc qua 11 trang giấy đánh máy về cái chuyện Cha An Tôn Đặng Hữu Nam đã nói gì và Đức Cha nói gì? Các bạn đã đọc hết đến 11 trang giấy đó chưa? Các bạn đọc hết 11 trang giấy đó là các bạn sẽ biết ra sự thật. Còn các bạn không cần phải nghe ai nói mà cũng không nên xét đoán lung tung. Đó là chuyện Cha An Tôn Đặng Hữu Nam. Bây giờ con thêm một cái phần thứ ba, trở lại về cái vấn đề vụ việc đất đai của Trải Gạo cách đây khoảng độ tháng 4, tháng 5, tháng 6 vừa rồi đây, thì mọi người chúng ta ai cũng biết. Nhưng cái chuyện mua bán đất đai thì khi Đức Cha giải quyết như vậy mà nói chuyện như vậy thì chúng ta tạm thời ngưng đi, chúng ta không bàn về cái chuyện đất đai nữa. Và chúng ta muốn nói lên đây là hiện nay, như có thời gian qua các bạn cũng đã, có thể là có những người ở xa thì chỉ nghe những cái tin tức mà thôi, còn xác minh đi đến nơi thực tế thì không có. Nhưng mà chính bản thân tôi cũng đã đến rồi và xác minh, và không phải là một mình tôi, rất chi là nhiều người con giáo phận Vinh họ đã làm việc này. Bây giờ đền Thánh An Tôn Trải Gạo thợ lúc ban đầu cho tới bây giờ lúc nào cũng bình yên và được rất chi là nhiều người trên mọi miền tổ quốc, không phân biệt lương giáo, người ta đều khi có sự việc gì đó người ta đều phải đi đến ông Thánh An Tôn để cầu xin ngài. Việc mà cũng có nhiều người cả lương cả giáo đều được những cái ơn đã xin. Việc đó là việc có thật. Thế thì bây giờ vừa qua đây rồi là ở bên nhà nước có tài trợ cho một cái khu vui chơi thể thao là bao gồm nhiều các cái môn ở trong đó, tập game, tập thể dục, bóng chuyền, bóng gì đó vân vân, đại thể là thể dục thể thao. Thì bà con giáo dân Trải Gạo nói riêng và chúng ta nói chung thì họ muốn làm ở sát trong cái đằng sau cái đuôi nhà thờ ông Thánh An Tôn thì nó sát ở đó. Thì với đức tin của một người công giáo là họ muốn cái khu vui chơi đó sẽ dời ra xa hơn chứ không nên làm gần ở đền Thánh An Tôn. Bởi vì có khi có người đến cầu đọc kinh cầu nguyện á, thì ở ngoài đó người ta đã tập game hoặc là tập cái nọ cái kia, bắt buộc người ta phải mở nhạc hoặc là người ta tập thể dục, người ta phải mở nhạc lên theo cái điều nhạc đó để người ta tập, người ta nhảy, thì nó là gây nên cái sự ồn ào
làm cho bà con chia lòng chia trí. Và tôi đây cũng không muốn mong muốn điều đó xảy ra, đồng ý chúng ta cùng cảm ơn nhà nước đã có cái sự nhiệt tình để giúp đỡ cho một cái nơi, là một cái hội đồng công giáo có một cái nơi vui chơi. Cái điều đó là điều rất tốt. Nhưng theo quan điểm của tôi cũng như rất nhiều người là cái khu vui chơi đó phải xa khỏi đền Thánh An Tôn ra, không nên nằm sát quá, nó gây sự ồn ào. Và người nọ người kia ở trên mọi miền đất nước người ta đến đó đọc kinh cầu nguyện, mà ở ngoài này nó xin lỗi, người ta mặc đồ game, người ta tập thì ai nói đến cái môn tập game hay là tập cái môn thể dục thể hình dụng cụ như vậy thì các bạn đã biết rồi là họ phải ăn mặc những cái đồ gì, và họ phải mở những cái bài nhạc rap, nhạc bốc lên. Thì vừa rồi bà con giáo xứ Trại Gáo Thọ cũng có vào tòa giáo mục, mà các bạn cũng đã thấy trên cái tác mà người ta đưa lên đó. Vậy thì một cái nơi linh thiêng để đọc kinh cầu nguyện, nói thật ra nó chùa cũng vậy thôi, mà nhà thờ công giáo cũng vậy thôi, chủ yếu là người ta đến đó để người ta đọc kinh cầu nguyện, người ta xin ơn, thì tốt nhất là bề trên của chúng ta nên suy nghĩ lại và bàn bạc với bên chính quyền là đặt ở đây nó không phù hợp. Đó là cái phần An Tôn Trại Gáo. Thì tôi xin ví ra một câu chuyện như thế này. Có một câu chuyện kể rằng có một hôm nọ trời mưa rất to, thì có một con sói ở ngoài, nó không bằng cách nào nó vô trong cái căn nhà đó được. Thì nó cứ đứng ở ngoài cửa, nó cứ cào gấu xé rồi là nó gõ cửa. Thì chủ nhà là con người á, thì phải có lòng thương, thì ví mở cửa ra cho nó ngó vào, thì nó bảo là tôi ở ngoài này ướt và lạnh lắm, cho tôi xin gửi một cái bàn chân vô đó cho nó ấm lại. Đó, thì con người có cái lòng thương thì cho nó là gửi một cái bàn chân. Thế thì khi nó gửi một cái bàn chân rồi á, thì nó lại xin y như vậy, nó gửi thêm một cái bàn chân thì chủ nhà cũng cho gửi được hai cái bàn chân trước vô rồi. Thì con sói thì chúng ta cũng biết là nó có bốn cái chân. Thế thì nó cứ dùng những cái mưu đó từ cái ngày tháng năm đó, bắt đầu là nó cứ như vậy đó. Đến khi nó xin gửi được bốn cái chân vào trong nhà, thì các bạn tự hiểu hình dung ra, khi con sói mà gửi được bốn cái chân vào trong nhà rồi thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm gì? Nó sẽ ăn thịt chủ nhà. Tôi xin kể câu chuyện ngắn như vậy cho tất cả các bạn nghe, rồi tự phân tích, rồi tự suy luận ra. Và cái livestream này tôi cũng xin tất cả quý cộng đồng cầu nguyện cho Đức Cha, cầu nguyện cho giáo phận, cầu nguyện cho tất cả các đấng bề trên trong giáo phận Vinh luôn luôn được ơn soi sáng của Chúa Thánh Linh, để các ngài điều hành cái con thuyền của giáo phận một cách như thế nào cho nó êm, không bị nhấp nhô của sóng biển trong cái thời cuộc hôm nay. Cho nên là xin quý ông bà và anh chị em cùng luôn luôn nhớ đến giáo phận của chúng ta. Con chỉ xin nói ngắn gọn như vậy, và cùng xin chào kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một đêm được bình an trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin chân thành cảm ơn.